cờ này, và trong cái biểu tượng mỗi bên nó sẽ có một cái chốt. Chúng ta sẽ tìm một chốt thường là sẽ nằm ở bên này. Đây. Bên trong phụ kiện thì gồm có củ sạc. Củ sạc này là có 3 chế độ sạc nhanh là 5V này, 9V, 12V. Có chế độ sạc nhanh luôn 20W. Và ở đây thì vì là hàng nhập công ty chính hãng, hàng quốc tế Anh Quốc, nên là thường này sẽ có cho chúng ta nhiều cái đầu sạc đi các nước mà. Mỗi nước sẽ có những cái đầu sạc găm ổ điện khác nhau, nên cháu xéo nè, dẹp xéo nè, dẹp thẳng nè, cháu tròn nè, hai cháu tròn nè, rồi ba cháu nè, ba cháu, rồi bên trong là có cái túi nhung vô cùng dễ thương. Túi nhung này thì có cái dây sạc vô cùng xịn sò, quá xịn luôn, hai đầu tai xi hết, hai đầu tai xi để gắm một đầu vào máy